Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề khí hậu ở Hoa Kỳ. Có lẽ hàng chục năm qua chưa bao giờ quý vị nghe những cái sự lạnh lẽo ở các tiểu bang Đông Bắc, là những cái vùng mà lâu nay vẫn là lạnh lẽo rồi. Gió ở phương Bắc thổi về, cho nên là đối với Nam Cali thì chúng ta phải nói là đây là thiên đàng. Hiện giờ cái không khí cũng như khí hậu lạnh cắt người là chuyện thường, mà lạnh đến cái chỗ chết người chứ không phải cắt người. Thậm chí có lắm người đi ra ngoài gara sửa lại đẩy tuyết ra đằng trước đường, đẩy tuyết khỏi mấy cái xe 4-5 phút chưa vào kịp, đông máu chết. Trong suốt 4 ngày hôm qua cho đến bây giờ đã có trên 28 người bị chết ở các tiểu bang miền Đông, từ Michigan cho đến Detroit, cho đến Boston, cho đến các cái vùng ở Trung Mỹ, ngay cả Iowa. Thời tiết có lúc xuống đến 50 độ, 60 độ dưới 0 độ. Và nhiều chuyến bay ở Chicago, ở Michigan đã phải hủy bỏ ít nhất là 2.500 chuyến bay trong ngày thứ ba, thứ tư vừa qua. Và 3.500 chuyến bay đã bị đình trệ, họ đến muộn là vì thời tiết không thể nào đáp xuống được. Có lắm chuyến bay đã gần đến nơi phải quay trở về vì không thể nào đáp, tuyết đổ xuống hàng thước. Đó là một trong những cái sự kiện đau khổ. Mà thậm chí nó lạnh đến cái độ quý vị tưởng cái đường ray xe lửa. Đường ray xe lửa thì nó có những cái nhiều cái khúc gọi là bẻ ghi, tức là nó chuyển hướng đi tới cái điểm A thì có cái chữ T, một quẹo về trái đi về đông, quẹo phải đi về tây. Nhân viên của hỏa xa phải đem những cái ống đốt ga để tới đốt và sưởi ấm những cái con ốc, những cái chỗ switch công tắc để nó chuyển hướng cho tàu. Vì nếu mà không có thể làm cho nó nóng được, ấm được, thì những cái ốc đó nó trở thành siết chặt lại và nó chết, nó không thể nào làm việc được. Quý vị thấy không? Chưa bao giờ quý vị nghe được đường ray xe lửa, nhân viên phải đem những cái bình ga tới để mà bật lên cho nó lửa nóng, để hơ những cái khúc mà chuyển tiếp từ A sang B, từ B sang D, vân vân. Nếu không làm cho nóng lại những con ốc, nó sẽ bị siết chặt và nó chết ngắt. Nó không có thể nào di chuyển và để cái công tắc nó làm việc. Đó là cái lạnh một cách chưa bao giờ có. Có một nhân viên hỏa xa là ông William Hatch, ông nói rằng: "Tôi làm hỏa xa đã 30 năm nay, chưa bao giờ tôi làm cái nghề đi hơ lửa hỏa xa." Đấy là một cái chuyện nói khó tin, nhưng mà là có thật. Rồi... các quý vị ở các tiểu bang miền Đông, họ thường khuyên chính phủ, khuyên dân chúng không nên ra ngoài. Bởi vì với cái sức nóng của con người, cái nhiệt độ trung bình gọi là body temp, tức là cái thân nhiệt, nó vào khoảng độ 60 độ, 65 độ. Nhưng mà nếu đi ra ngoài trời bây giờ 60 độ dưới 0 độ, mà quý vị đứng vào khoảng độ 5-6 phút mà không có di chuyển, không có hoạt động, có thể đông máu và chết. Cho nên chính quyền của các tiểu bang khuyên dân chúng không nên ra ngoài nếu không có việc gì cần. Rồi lại thêm vào đó, cái vùng Sioux Falls, tức là cái vùng South Dakota mà lạnh đến dưới 30 độ, dưới 0 độ, rất là kinh khủng. Rồi ở tiểu bang Detroit cũng có 8 người chết, Illinois, rồi tuyết thì rơi xuống đến 4 feet ở New York. Nói tóm lại, trong mấy ngày qua, bưu điện không làm việc. Bưu điện không làm việc, không giao thơ. Ở các cái tiểu bang như là Delaware không có này. Rồi Minnesota không có đi đưa thơ này. Rồi Wisconsin, Illinois, Iowa. Đó, để quý vị thấy rằng là cái tình trạng lạnh khủng khiếp ở gió thổi bắc cực, thổi về. Và đến giờ này, có lẽ đến giờ từ hôm nay đến cuối tuần, may ra thời tiết nó có thể thay đổi. Và ở Cali chúng ta sẽ mưa liên tục mấy ngày này và gió lạnh. Rồi một bản tin tiếp theo liên quan đến vấn đề tàu cộng phản ứng về cái vụ Hoa Kỳ lên án 23 tội danh, 10 tội cho Huawei và 13 tội cho giám đốc tài chính của Huawei. Tàu cộng nói rằng là công ty Huawei không làm gì sai cả, cũng như cá nhân của giám đốc tài chính không có gì sai hết, mà chỉ là một cái sự political motivated. Đây là vấn đề mà ảnh hưởng chính trị mà ra. Chứ thật ra những người này là vô tội.
Và Tổng cộng yêu cầu Hoa Kỳ rút lại cái lệnh đòi truy nã và dẫn độ giám đốc tài chính CFO họ Mạng về Hoa Kỳ. Nhưng đến giờ này thì đã muộn rồi, bởi vì Bộ Tư pháp ngày hôm qua đã chính thức gửi thư cho bên Bộ Tư pháp Canada để đòi dẫn độ giám đốc tài chính Huawei. Vào cái tội danh họ đã ghi ra rành rành, không còn mơ màng. Mà không phải cái tội danh này hôm nay mới có, mà có từ năm 2013. Đó là cái tội danh y thị họ Mạng này đã giả tên, không phải là Mạng Wang Chu mà là Catherine Mạng, giám đốc cái công ty Skycom, là một công ty giả tạo, công ty ma mà Huawei đã đặt ra để mua hàng của Mỹ, Hewlett Packard đi vòng đằng sau bán lại cho Iran, không phải là giá trị 1-2 triệu mà là số tiền lên đến cả $100 triệu, thưa quý vị. Không phải là Nhật Bản vạn lợi nữa, mà Nhật Bản triệu lợi là như thế. Rồi câu số 2 là công ty của Huawei này đi đúng là đường lối của công ty GTE mà đã bị chính phủ Hoa Kỳ phạt 1.900 triệu vào tháng 7 năm 2018 vừa qua. Đó là xâm phạm cái vụ sanction, tức là phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ đối với Iran. Đây là một cái chuyện coi thường pháp luật quốc tế nói chung và pháp luật của Hoa Kỳ nói riêng. Vì thế mà có nhiều dư luận cho rằng Tổng cộng đang vận động với ông Tổng thống Donald Trump để khỏi dẫn độ tên giám đốc tài chính này về Hoa Kỳ. Và nếu tên này mà dẫn về Hoa Kỳ thì đương nhiên ra tòa, và mọi việc cho biết là ngày 6 tháng 2 tới đây thì tòa án ở bên Canada sẽ quyết định có dẫn độ hay là không. Mà đúng theo luật là phải dẫn độ, không phải là vì vấn đề ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Canada, no. Đấy chỉ là một. Thứ nhất, Hoa Kỳ và Canada đều là thành viên ở trong Interpol, tức là cảnh sát quốc tế. Các quốc gia thành viên của Interpol có nhiệm vụ và có bổn phận phải giúp đỡ nhau trong vấn đề bắt tội phạm. Thí dụ một tên giết người, chắc quý vị còn nhớ hồi trước có một tên người Việt Nam giết người ở bên Đức, xong rồi trốn về ở Cali, ở với gia đình bà con, tôi không muốn nói tên. Nhưng cảnh sát Đức đã yêu cầu cảnh sát của Hoa Kỳ hợp tác trong Interpol. Cuối cùng cảnh sát Mỹ đã bắt được tên sát nhân này ở miền Nam Cali và dẫn trao cho tòa đại sứ Đức ở Hoa Thịnh Đốn dẫn về. Thế thì đấy là một cái chuyện hổ tương. Khi Đức cần thì Mỹ phải làm, và khi Mỹ cần thì Đức phải làm, và bây giờ Mỹ cần thì Canada phải làm. Vì đấy là cái bổn phận về nhiệm vụ của một thành viên ở trong Interpol. Cái câu chuyện này đến bây giờ có nhiều phe thuộc về Cộng sản, họ nói rằng là ồ vậy chứ rồi sẽ được thả, rồi sẽ được tại ngoại, cái chuyện nó đổ bỏ. Chỉ biết rằng mùng 6 này tòa Canada sẽ họp để xét về vấn đề dẫn độ của y thị giám đốc tài chính này về Hoa Kỳ hay không. Câu số 2, Hoa Kỳ có bổn phận phải nộp hết các bằng chứng, các cái sự kiện chứng minh cho thấy y thị này có tội để xứng đáng Hoa Kỳ yêu cầu Canada dẫn độ. Thì đến giờ này, cái deadline là 31, thì ngày 30 là hôm qua, Bộ Tư pháp của Canada đã ra thông báo rằng chúng tôi đã nhận được đơn yêu cầu dẫn độ bà giám đốc tài chính Huawei với bằng chứng cụ thể. Thế thì mùng 6 tháng 2 này họ có bổn phận phải họp để xét cái cụ thể đó. Và nếu mọi việc đúng như điều họ tuyên bố, thì bà này sẽ có thể bị dẫn độ trong vài ngày sau đó. Bởi vì đến ngày 28 tháng 2 này, thì cái phiên tòa ở bên tiểu bang Washington xét xử cái công ty Huawei này về cái tội ăn cắp tài sản trí tuệ của công ty T-Mobile, là công ty đang sản xuất, đang chế tạo ra
một cái loại người máy robot để có thể kiểm soát được và thí nghiệm những cái loại iPhone. Mà cái công ty T-Mobile này có cái văn phòng thí nghiệm lớn nhất của nước Mỹ ở Seattle, tiểu bang Washington. Và công ty T-Mobile đã nộp đơn với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chánh để kiện công ty Huawei về cái tội ăn cắp tài sản trí tuệ này. Thì ngày 28 tháng 2 này sẽ được đem ra để xét xử. Xin lỗi quý vị. Và nếu có tội thì Huawei sẽ bị trực tiếp vào tù ít nhất 20 cho đến 30 năm. Về tiền phạt thì có thể bị tiền phạt là $500,000 trở lên. Và thời gian còn tùy theo kết quả của quan tòa. Bản tin tiếp theo đó là bản tin liên quan đến vấn đề European là Liên minh Âu Châu hợp tác với Hoa Kỳ và Five Eyes Group là 5 quốc gia trong vấn đề tình báo với Hoa Kỳ, Anh Quốc, Mỹ, Úc, Tân Tây Lan và Canada đều đồng thanh là theo đường lối của Hoa Kỳ tẩy chay hàng hóa của Huawei. Đặc biệt là với cái phần gọi là Fit 5G là một cái loại Internet mới với cái tốc độ siêu âm chứ không phải là siêu thanh nữa. Để có thể họ dò, họ làm gián điệp tìm những tin tức căn bản của quốc gia họ muốn theo dõi. Bởi vì những cái loại con chip bây giờ nó không còn là ngón tay nữa, nó không còn là hạt lúa nữa, mà nó bây giờ là hạt muối. Với một cái con chip chỉ to bằng một hạt muối biển, có thể dò hết cả tin tức mà họ muốn với cái kỹ thuật của 5G. Rồi chúng ta lại có một công ty nữa là một hai tên tàu mà quý vị biết là ăn cắp ở công ty Apple như chúng tôi loan ngày hôm qua. Đó là một tên Jeff Chang và một tên Young Solon. Hai tên này là kỹ sư của Apple. Một tên bị bắt ngày 28 vừa rồi trước khi lên tàu bay đi về tàu cộng. Cảnh sát đã bắt ở trong hardware của y chứa 2.000 tấm hình chụp tất cả những cái tài liệu mật về vấn đề robot, về vấn đề máy tính mới của công ty Apple liên quan đến vấn đề lái xe không người lái, tức là driverless car. Rồi cả hai tên này có ít nhất từ 2.000 cho đến 6.000 tài liệu giữ ở trong hardware từ A cho đến Z, lúc đầu cho đến cái lúc sửa soạn chế tạo ra một chiếc xe thành hình. Quý vị đã thấy chưa? Và hai tên này bị bắt chỉ nói với quan tòa đối với nhân viên là tôi muốn về thăm bố già bị đau yếu, còn một người nữa thì tôi muốn về thăm quê hương. Nhưng khi mà hỏi về 2.000 cái tấm hình để trong Huawei, bảo cái này tôi làm, tôi giữ để tôi về tôi xin việc với một công ty sản xuất xe hơi ở bên Quảng Đông. Quý vị đã thấy lòi đuôi chưa? Cho nên là Mỹ họ biết hết tất cả những vụ gian manh lưu manh của tàu cộng hay là của bất cứ quốc gia nào không thể lọt qua được cái mắt thần của Uncle Sam. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.